Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hiện tại mình đang trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ ở trong nhà bè chạy ra ha. Thì xin lỗi em nhầm, ở trong khu công nghiệp Hiệp Phước, Nguyễn nhà bè chứ không phải là nhà bè. Nhà bè không thì nó sai sai. Ở trong huyện xã Hiệp Phước á chạy ra. Thì em muốn thông qua video này cho quý vị và các bạn xem cái nhà bè mình ngày nay nó như thế nào. Thì hiện tại thì nó vẫn chưa có thay đổi gì nhiều, chỉ có nâng cấp là một số con đường lên cho nó láng thôi. Vì thấy đó không, vẫn còn cây cỏ đồ vườn tường đồ rất nhiều ha. Nhưng mà ở phía gần phía ngoài quận 7 ngoài á thì nó đã bắt đầu xây dựng lên những cái khu nhà ở cao cấp quý vị. Bữa hôm em có đi ngang rồi em thấy rồi nó xây dựng nó khu nhà cao cấp rất là đẹp, giống như mấy căn nhà mà ở ở bên Mỹ vậy, xây giống nhau vậy. Một khu nhà đó cho em nghĩ trước mắt giá rất cao lắm. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành thôi, chưa có xong. Có một số căn thì ở phía bên ngoài thì thấy là để cho thuê rồi, còn kế bên thì chưa. Ở đó thì chút xíu nữa em chạy tới mà em sẽ nói sơ qua cho quý vị và các bạn hiểu luôn, biết luôn ha. Thì có vừa hổm em thấy là có hai nhà đầu tư, đó là một nhà đầu tư của La Villa và Dragon. Dragon Hill hay là Dragon Hill không ta? Như Dragon Hill á. Đó, hai nhà đầu tư này chắc cũng bự. Tại em không có tìm hiểu về nhà đất, em không có gặp. Đó thì nói chung ra đầu tư vô mấy căn nhà này thì nó không nhỏ rồi. Trong này nó chưa có làm gì nhiều đâu quý vị ơi. Như quý vị đang thấy là cái cây cối đồ, cỏ dại đồ, những cái cây mà nó mọc, nói chung ra là mọc mất kiểm soát luôn á. Tại đâu ai trông coi đâu. Mọc quá trời quá đất luôn. Nhưng mà khi xích ra ngoài một chút xíu á, thì cái khu mà sắp tới rồi nè, nó xích ra ngoài chút xíu á, thì nó đã xây dựng xong một số căn nhà mà phải nói là nhìn rất là đẹp quý vị, rất là lớn. Em nghĩ chắc cỡ dài chục tỷ á, dài chục tỷ á, em mới chơi đâu, dài chục tỷ á. Đó, thấy không, quý vị thấy không? Đó, để em về chậm nó, cái khu mà quý vị đang coi á, là cái khu đó trong đó là nhà rất giống nhau mà. Rất là giống cái nhà mà ở bên kiến trúc bên nước ngoài á. Cái đó là của nhà đầu tư La Vida đó quý vị. Còn ở đây là của Tyron nè. Đó, quý vị thấy không? Ở nhà thì cũng đã xây xong, địa chỉ thì cũng đã có luôn, đó thấy không? Đây còn phát, nó để bán cho thuê, đó, cũng có chốt bảo vệ đây đàng hoàng hết nè quý vị. Đó, ví dụ quý vị thấy đó, không? Khu nhà này nó hoàn thành rồi, ha, nó đang lông giai đoạn là cho thuê hoặc bán, nó có người thuê đó quý vị, đó, thấy không? Nhà đầu tư đây con à, khúc bên ngoài này đây đó, như quý vị thấy là kế bên đó là của La Villa ha, phát triển bởi Kiên Á, ngân hàng Kiên Á hay sao á đó. Đó, như quý vị thấy đó, thấy không, cái La Villa này nó đang xây dựng khu nhà cao cấp. Hiện tại thì vẫn đang trong giai đoạn xây dựng thôi quý vị. Cái Dragon này, Dragon Park 2 này nè quý vị. Thì ở khúc ngoài tạm thời nó hoàn thành, còn khúc trong thì còn một số căn nhà cũng đang trong giai đoạn hoàn thành ha, đang sơn sửa gì đó. Còn đây là La Villa. Thấy không? Đừng nghĩ nhà bè nó bèo nha, nhà bè cũng dữ dằn lắm á. Thì em nghĩ trong tương lai thì cái khu này nó là một cái khu nhà ở cho người có thu nhập cao thôi. Như
quý vị thấy không, xây không gian rất là rộng ha. À, có để cái slogan là không gian sống bình yên giữa lòng Nam Sài Gòn. 4 hectare công viên, hòa hồ cảnh quan, thiết kế đẳng cấp và duy nhất. Ồ, dữ ta. Gần 400 mét tiếp giáp với sông Tôm xanh mát. Ồ, quá dữ vậy. Thì ở đây thì nó có để luôn là những cái là lợi ích của nó ha, là 5 phút sẽ đi đến Phú Mỹ Hưng, 7 phút thì đến trung tâm thương mại Seret Mall, gì Crescent Mall, Bắc Te, 70 phút thì đến quận Nhất, thì mật độ xây dựng là 27%, còn an ninh khép kín là 24/24 luôn nha quý vị. Lấy cảm hứng từ công viên gì Kelkenho của Hà Lan. À, kiến trúc này là kiến trúc của Pháp quý vị ơi, lễ kiến trúc Pháp đặc sắc kết hợp với đương đại ha. À, đó quý vị thấy đó, đây là cái gì đây, chính thức ra mắt biệt thự hướng sông. Ồ, biệt thự hướng sông ghê ta, hôm nay sao. Chắc đây là cái khu vào của nó. Rồi thôi, em cũng xin tạm dừng cái video này ở đây. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thì tạm thời em đang có mặt ở đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Hữu Thọ. Rồi, nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh nha. Bye bye.